Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều được đến để cùng thờ phượng Đức Trời, đó là một điều phước hạnh. Như chúng ta thấy rằng là mỗi một đầu tháng, anh chị em có thời gian. Tôi không biết anh chị em có khao khát để được đến, để được thờ phượng, được tương giao, được nghe lời Chúa và được cầu nguyện cho những nan đề của mình không ạ? Nếu một mình cầu nguyện ở nhà đủ rồi thì không cần hội thánh, đúng không? Tại sao Chúa phải cho chúng ta hiệp lại à? Một cái đống lửa nhỏ, một cái cây củi nhỏ mà chúng ta để bên ngoài đó thì sao? Nó sẽ tắt. Nhưng khi từng những cây củi nhỏ đó chúng ta nhóm lại thì nó trở thành một đống lửa được không? Và điều đó cần cho hội thánh, cần cho quý bà chị em và cần cho đất nước của chúng ta. Chúng ta thấy trong những ngày vừa qua đó, cái tình trạng của cái sự rối loạn về tôn giáo nó xảy ra ở tại Việt Nam chúng ta một cách rất khủng khiếp. Nhất là ở Vũng Tàu. Tôi không biết cô Ngọc ăn ở làm sao đó mà để cho nó lên ngôi dữ vậy. Tắt đài chưa? Họ sẽ bị bắt á. Nó là cái kẻ đóng giả, nó không thể là lẽ thật được. Và thậm chí nó nói một câu là làm gì? Là Đức Phật là lớn nhất, không ai lớn bằng nữa. Mà Đức Phật chỉ là một con người được tạo dựng, được sanh ra bởi cha và mẹ của một con người bình thường, nhưng mà dám gọi là nói rằng là Đức Chúa Trời. Thì đây là một cái trào lưu. Rồi một cái người thì không có cơm ăn, không có áo mặc, rách rưới đi lang thang, người ta tôn cao thành một bậc thánh nhân. Và thậm chí đến nỗi người ta chạy lại, người ta xin rờ được bàn chân của ông. Nhưng mà bàn chân của ông là cả mấy tháng chưa có tắm nữa. Bậc thánh nhân. Và thế giới thì tôn cao vị này một cách khủng khiếp. Họ tôn cao như là một người bị thánh, gọi là Phật giáng trần. Đây là một cái sự ngụy tạo hay là sự lừa dối phục linh. Mà là con dân của Chúa thì tôi và chị em chúng ta không phải ngồi đó để chúng ta để cho cái kẻ ác nó lên ngôi. Nhưng chúng ta phải làm sao để chúng ta chứng minh rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời có 102, là Đức Chúa Trời mà tất cả mọi dân tộc đều cần, là Đức Chúa Trời Ngài làm phép lạ, ngày hôm qua Ngài làm phép lạ, ngày nay Ngài làm phép lạ và Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đức Chúa Trời của sự giải cứu, Đức Chúa Trời của sự chữa lành. Và điều đó tôi có được hay không là do chính tôi và quý ông bà anh chị em dám dạng dĩ để công bố danh Chúa này. Nguyên tắc của bóng tối là như thế, bóng tối và sự sáng như thế này. Nếu nơi nào không có ánh sáng thì tại đó bóng tối nó sẽ ngự trị. Bóng tối không thể nào hãm ép được ánh sáng, bởi vì nguyên tắc của ánh sáng là chiếm lấy bóng tối. Cho nên chúng ta là con của sự sáng, chúng ta là phản chiếu ánh sáng của Chúa. Cho nên khi chúng ta di chuyển hay chúng ta mở miệng ra để chúng ta nói, thì quyền năng sự sáng của Chúa đến và quyền năng dấu kỳ phép lạ cập theo để làm cho vững đạo. Cho nên vấn đề không phải ở chỗ người ta, mà vấn đề là ở chỗ hội thánh của Chúa. Điều này là một sự thách thức lớn cho hội thánh. Để rồi chúng ta sẽ thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài có thẩm quyền và Ngài có một cái phương cách khác. Ngài có một phương cách rất là kỳ diệu để Ngài làm sáng danh của Ngài. Và đặc biệt là con dân của Chúa là một cánh tay nối dài, là đại diện cho Chúa ở trên đất này. Bất cứ nơi nào anh chị em có mặt, anh chị em là con của Chúa, anh chị em là những người con, cho dẫu là con trẻ thuộc linh, nhưng mà chúng ta là con của Chúa thì chúng ta cũng đang có sự sáng của Chúa nữa. Buổi sáng hôm nay tôi cảm ơn Chúa để cùng chia sẻ với bà chị em một phần kinh thánh. Chúng ta cùng mở ra ở trong sách Các Vua thứ nhì, Các Vua thứ nhì đoạn 5. Các Vua nhì đoạn 5. Chúng ta xem từ câu số 1, chúng ta đọc đối đáp với nhau cho đến hết câu số 19. Các Vua nhì đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 19. Chúng ta đọc đối đáp với nhau. Cần kinh thánh chứ không cần hai mặt đẹp trai đó. Rồi quý ông đọc với tôi một câu, quý bà đọc một câu nha. Quý ông đọc với tôi một câu. Xin bắt đầu quý ông đọc trước. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syria, là một người có quyền trước mặt chủ mình.
được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syria. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Một ngày kia, có người nói với bà chủ mình rằng: "Ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung." Vua Syri đáp: "Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Na-aman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo." Khi vua Israel đọc thơ rồi, liền xé áo quần mình và nói rằng: "Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa bệnh khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta." Vậy Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elise. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: "Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phùng." Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: "Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rài người bảo cha rằng: hãy tắm thì được sạch." Na-a-man với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của Đức Chúa Trời. Người đến đứng trước mặt Giê-li-sê và nói rằng: "Bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có Chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Israel. Ấy vậy, tôi xin ông nhận lễ vật của kẻ tôi tới ông." Na-a-man bèn tiếp rằng: "Tuy chẳng nhận lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tới ông đủ đất bằng 2 con la chở nổi. Vì tôi rài về sao, kẻ tôi tới ông chẳng muốn dân của lễ thiêu hay là của tế lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va." Elise đáp với người rằng: "Hãy đi bình yên." Khi Na-a-man đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, là chúng ta dừng ở chỗ cái phần A của tự nhiên xuống dòng ngay chỗ đó, cho nên chúng ta tưởng là hết luôn ha. Ở chỗ bình yên này, dạ. Phần còn lại, phần sau đó là nói về cái câu chuyện của Gê-ha-si. Thì chúng ta sẽ không có, hôm nay chúng ta sẽ không học cái phần này. Nhưng chúng ta học về cái sự chữa lành trên Na-a-man. Na-a-man là ai? Ở trong câu số 1 cho chúng ta biết Na-a-man đó là quan tổng binh của vua Syria. Quan tổng binh là tương đương với ngày hôm nay là bộ trưởng bộ quốc phòng. Như vậy cái chức vụ này lớn không ông bà chị em? Rất lớn, có quyền thế. Ở đây Kinh Thánh ghi lại là gì? Chính ông là người có một cái khả năng, cái sức mạnh để mà giải phóng dân Syria. Nhưng mà cái người này thì bị bệnh phung. Ở đây một nhân vật đó thường là đối lập với lại dân Israel. Chúng ta thấy là dân Israel, mặc dầu đất nước Israel rất là nhỏ, xung quanh là có những cái quốc gia, đặc biệt là quốc gia Syria, rồi Jordan, rồi như là Ả Rập, các khối Ả Rập ở xung quanh. Và đất nước Israel rất là nhỏ bé,
Và những cái đất nước xung quanh đó, đó là Chúa dùng họ như là một cái ngọn roi để sửa dạy dân Israel khi dân Israel ngang nghịch hay là bội nghịch với Chúa. Và cái này không phải là chưa từng xảy ra. Trong thời các quan xét, Chúa đã phó dân Israel 40 năm cho dân Philippines, rồi Chúa phó dân Israel cho dân Syria. Mỗi một lần dân Syria mà có, xin lỗi, dân Israel mà sai trật, mà họ bội nghịch với Chúa, họ không ăn năn, thì Chúa lại phó họ cho các dân xung quanh. Nó như là một cái ngọn roi để sửa dạy để dân Israel trở lại với Chúa. Và trong dân Israel luôn có những người lãnh đạo kính sợ Đức Chúa Trời. Và trong cái thời buổi này, thì sau khi Eli là tiên tri lửa được Chúa cất về trời, thì bây giờ là người học trò kế tục, đó là Elise được kế nghiệp. Elise xin thần của Đức Giê-hô-va ở trên Eli đó cảm động lòng ông bội phần, có nghĩa là gấp đôi. Đây một lời cầu xin khó. Và ở trong đầu của các vua thứ nhì thì Elise đi theo sát Eli, cứ xin cái điều đó. Elise nói ta không có cho ngươi được, nhưng khi nào ngươi thấy ta được cất lên thì lúc bấy giờ ngươi sẽ có. Và kể từ đó Elise theo sát Eli cho đến khi họ qua Jericho, họ qua Gilgal, họ qua Jericho, rồi họ qua Jordan. Và cuối cùng là đang lúc hai thầy trò nói chuyện với nhau thì có một cái xe ngựa lửa đến để đón Eli về trời. Và Elise nhìn theo và cái chiếc áo tơi của Eli rớt trên mình Elise. Thực ra đây là một câu chuyện cho dân Israel thuộc thể, nhưng là câu chuyện của dân Israel thuộc linh, đó là chính một loại mỗi chúng ta hay là hội thánh của Chúa. Thế hệ của Eli dù là tiên tri lửa, nhưng thế hệ của Eli được kết thúc rất là nhanh. Mà sau đó là thế hệ của Elise, là thế hệ kế tiếp, là thế hệ được sức dầu gấp bội. Điều này nói lên hình ảnh của Chúa Giê-xu. Ngài đến và Ngài chịu chết thập tự giá. Ngài xong công việc của Ngài rồi. Và Ngài kêu các môn đồ hãy chờ đợi cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và tại nơi núi Oliva thì các môn đồ đứng đó và nhìn xem Chúa được cất lên giữa không trung. Cho nên cái câu mà Eli nói với Elise ở trong đoạn thứ hai đó, khi nào ngươi thấy ta được cất lên, khi nào ngươi thấy ta được cất lên, thì điều đó sẽ được như lời ở trong câu số 10 đó. Ngươi cầu xin một sự khó, xong nếu ngươi thấy ta lúc được cất lên. Trong cái bản dịch tiếng Việt của chúng ta, cái từ ta này không có biết khoa. Nhưng mà trong cái bản gốc thì cái từ ta này nó lại là cái từ biết khoa. Từ này nói lên rằng khi nào ngươi thấy ta, đó là từ I am. Tiếng Anh là từ I am. When I am taken from tree, là khi nào ngươi thấy ta được cất lên từ ngươi, được cất lên khỏi giữa ngươi. Và anh chị em biết cái danh xưng I am này là ai không? Chúa. Đây là danh xưng mà Chúa tỏ bày cho Môi-se ở trong lúc mà Môi-se đang chăn chiên. Môi-se hỏi, làm sao tôi biết Ngài là ai? Danh của Ngài là gì để tôi nói cho dân Israel? Chúa nói, ta là ta. Ta là đấng, ta là. I am that I am. Trong bản tiếng Việt chúng ta dịch là ta là đấng tự hữu, hằng hữu. Ta là ta. Ta là tự, ta là tự có, hằng có và còn đến. Ta là Chúa của muôn loài. Cho nên ở đây, khi mà nói rằng là when I am taken to ta, khi ngươi thấy ta là được cất lên, được cất lên khỏi ngươi, thì lúc đó cái điều mà ngươi xin thần ngự trên ngươi bội phần sẽ xảy ra. Trong công vụ đoạn 1, câu 11, tất cả những người Galilea đang đứng ngóng lên, thì thình lình có một cái đám mây cất Chúa lên. Họ đang nhìn và thấy Chúa được cất lên khỏi họ. Chúa nói hãy trở về trong thành, làm gì? Chờ điều cha đã hứa. Và 10 ngày sau, thánh linh của Chúa đổ ở trên hội thánh đầu tiên. Sự đổ lên của thánh linh ở trên Elise gấp bội lần. Đó phải là một lời cầu xin quá lẻ không ạ? À? Cao quá lẻ không ạ? À? Nếu giả sử như chúng tôi là người hầu việc Chúa, chúng tôi được Chúa sức dầu, rồi thế hệ kế tiếp sức dầu ít hơn chút, rồi thế hệ kế tiếp sức dầu ít hơn chút nữa, rồi tới 10 thế hệ kế tiếp thì sao? Không còn biết dầu nào luôn. Nhưng mà Chúa nói sao ạ? À? Các ngươi được làm được việc, ta làm, phải làm được việc gì nữa? Lớn hơn bởi vì ta đi về cùng cha.
Như vậy anh chị em là thế hệ kế tiếp, anh chị em có khao khát để mình được sức giàu gấp bội không? Lời cầu nguyện đó có phải là lời cầu nguyện cao quá lẽ không ạ? Không. Nếu anh chị em được ơn của Chúa, được sức giàu của Chúa, mà càng được sức giàu của Chúa nhiều hơn, điều đó chúng ta đáng mừng, bởi vì hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục mạnh mẽ và chiếm được cửa thành của quân địch. Còn nếu mà cứ mỗi thế hệ cắn xuống một bậc, mỗi thế hệ xuống một bậc, mỗi thế hệ xuống một bậc, thì chắc chắn là chúng ta thua, phải không ạ? Cảm ơn Chúa, lời của Chúa hứa rằng trong ngày sau rốt ta sẽ đổ thân ta khắp trên mọi loài xác thịt. Đó là lời hứa. Rồi trong ngày sau đó Chúa nói gì nữa? Cơn mưa đầu mùa và cơn mưa cuối mùa thì cơn mưa nào hơn lớn hơn ạ? Cuối mùa lớn hơn. Chúng ta mong chờ cái cơn mưa cuối mùa, mong chờ cơn phục hưng, mong chờ sự thâm viếng của Chúa, để Chúa dùng những con người rất là đơn sơ để có thể trở thành những người hầu vị Chúa một cách mạnh mẽ. Tôi tin điều đó. Và chúng ta thấy ở đây, khi mà đấng anh em được cất lên thì chiếc áo tơi rơi xuống. Chúa Giêsu được cất lên và theo như ở trong sách Ê-phê-sô đồng 4 thì nói là khi Ngài được lên các nơi cao thì Ngài làm gì ạ? Ban các ơn cho loài người. Alleluia. Nếu Chúa không lên thì Chúa không có ban các ơn cho loài người. Như vậy chúng ta là những người được nhận ơn của Chúa. Nhận ơn của Chúa để chúng ta về nhà, chúng ta xào nấu, chúng ta mở máy lạnh lên, rồi chúng ta chùm mền, chúng ta ngủ, phải không? Nhận ơn của Chúa để làm gì ạ? Nhận sự sức dầu của Chúa để làm gì ạ? Thánh Linh đầy dẫy để làm gì ạ? Để đi, phải không ạ? Khi Thánh Linh giáng đất người, thật người phải làm chứng về ta tại Jerusalem, Judea, Samaria cho đến cùng trời đất. Trong công vụ đoạn 10 câu 38 nói rằng là thế nào Đức Trời đã sức cho Chúa Giêsu Nazareth bằng Thánh Linh và quyền phép để ngồi ngày đi từ nơi nọ qua chỗ kia chữa lành và giúp đỡ những người bị ma quỷ ức hiếp về Đức Chúa Trời cùng Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta rất là kỳ diệu anh chị em ạ. Trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà chị em để thấy được rằng Ngài đã chữa lành cho một người tên là Na-a-man và người này bị bệnh phung. Đối với dân Israel thì bệnh phung đó là một cái dạng bệnh gọi là bị nguyền rủa. Đó là một căn bệnh mà cả dân Israel đều gớm ghiếc. Khi cái người bệnh phung đó là phải bị cách ly ra khỏi dân sự và ra khỏi thành luôn, ở ngoài một cái nơi biệt lập ngoài đó. Và những người mà bị bệnh phung họ phải đi ăn xin được nhờ cái người khác để giúp đỡ. Nhưng mà đây ông Na-a-man này là người, ông là người Syri, cho nên không phải là dân Israel, cho nên có thể lắm. Vì cỡ ông là dân Syri cho nên nó không có cái luật về bệnh phung. Còn dân Israel thì có cái luật bệnh phung. Bệnh phung là coi như là gọi là ô uế và cắt ra bên ngoài. Ngày hôm nay chúng ta không có bệnh phung thuộc thể, nhưng chúng ta có thể bị bệnh phung linh. Có nghĩa là đời sống có sự ô uế và khiến cho chúng ta lại gây ra những cái điều mà nó ăn lan và lấy cái sự ô uế từ người này sang người kia. Chúng ta sẽ không nói đến điều đó đây. Nhưng tôi muốn tập trung vào để chúng ta thấy được rằng có một Đức Chúa Trời quyền năng có thể chữa lành cho cái người dân ngoại, dân chưa biết Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn chữa lành cho người đó. Chúng ta thấy tiếp ở đây, ông bị bệnh phung và có vài toán dân Syri đi bắt một đứa gái nhỏ của Syrian làm phu tù. Ở đây chúng ta thấy xuất hiện một cái cô gái nhỏ của Israel. Cô gái nhỏ này bị bắt để làm gì ạ? Làm phu tù. Nhưng mà cô gái nhỏ này lại được đưa đến để làm người hầu cho vợ của Na-a-man. Đã là bị bắt làm phu tù rồi, và đây là một cô gái nữa, thì đối với Israel thì họ lại trọng nam khinh nữ. Thì bắt cái cô gái nhỏ này, tức là cái người này, cô gái này có tên không anh chị em? Cô gái này là tên mà Đoàn Thị Ngọc Hạnh phải không? Hay là cô gái này tên như vậy, cô gái này không có tên thì chúng ta có thể là một trong những cô gái đó. Có thể Chúa dùng Thanh Long, có thể Chúa dùng Chị Liên, có thể Chúa dùng cô Hạnh, có thể Chúa dùng cô Cam, có thể Chúa dùng một em bé nhỏ nào đó. Một cái người mà không có danh tiếng, một người mà đôi khi chúng ta không có để ý đến nữa kìa. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại dùng. Bây giờ chúng ta đặt cái tình huống như sau. Thứ nhất, chúng ta đặt tình huống chúng ta là cô gái đó. Thì khi bị bắt làm phu tù thì tâm trạng của cô gái đó như thế nào ạ?
Cô gái nhỏ, ở đây ai là cô gái nhỏ? Con là bao nhiêu tuổi vậy? À, sao? 7 tuổi. À, rồi, con kế bên là bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Bây giờ giả sử như cô gái đó là 7 tuổi. Không biết 7 tuổi biết tâm trạng chưa? Ở 16 tuổi đi. Bây giờ giả sử con 16 tuổi bị bắt làm vua tù và bắt làm đi hành làm người hầu nữa. Thì bây giờ con, tâm trạng của con nghĩ sao? Sợ, còn gì nữa không? Con là con của Chúa đó. Con là con là dân Israel đó. Con là dân tuyển của Đức Chúa Trời đó. Con là một người mà Đức Chúa Trời ngài yêu đó. Con là người đi trong lời hứa của Chúa đó. Con là người ở trong giao ước của Chúa đó. Chúa nói là ta ban phước cho ngươi, ta chúc phước cho ngươi. Ai chúc phước ngươi người đó được chúc phước, ai rủa xả ngươi người đó được rủa xả. Mà bây giờ con bị bắt làm phu tù. Cảm giác con thế nào? Mày sợ còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Có trách Chúa không ạ? Bị bắt làm phu tù rồi sao không trách Chúa? Ủa Chúa ơi, ngài hứa với con là dân quyển của ngài, con là dân đang được ban phước, ai đụng đến con như là đụng đến con người của mắt ngài. Nhưng mà sao bây giờ con bị bắt làm phu tù vậy? Tôi nghĩ con bé này có cầu nguyện, Chúa ơi, cứu con, Chúa ơi, giải cứu con, Chúa ơi, đụng đến ngài. Nhưng mà sao ạ? Vẫn bị bắt, vẫn bị đưa đi. Đó là cô gái đó. Bây giờ tôi xin hỏi, đặt tình huống là gia đình của cô gái đó, thì bây giờ là cha là mẹ cô gái đó nghĩ gì? Ai có con, nếu mà con gái của mình bị bắt làm vũ tù thì sao ạ? Không có con gái được có lên tiếng, dành cho những người có con gái lên tiếng. Cô thấm nghĩ sao là mình là mẹ mà bây giờ con gái mình bắt làm phu tù trước mặt mình như vậy, mình làm sao ạ? Đau lo rồi làm gì nữa? Có chắc không ạ? Có chắc đây là chương trình của Chúa rồi, cảm ơn Chúa không ạ? Rồi bây giờ tôi hỏi người lớn tuổi hơn, cô Mục Sư Xuân ạ. Mục Sư có con gái nữa, giờ nếu con gái bắt làm phu tù thì sao ạ? Sao? À, tìm cầu nguyện, tìm cách để giải cứu con mình. À, có ai là con gái một ở trong nhà không? À, con gái một. Bây giờ nếu như mà Hương thì sao ạ? Hương nếu mà con gái mình bị bắt làm phu tù thì Hương sẽ làm gì? Xỉu! Đúng rồi. Xỉu luôn. Đó là con gái nè. Đó là người mẹ nè. Bây giờ là người lãnh đạo dân Israel thuộc linh mà hay rằng những con dân của Israel bị bắt làm phu tù thì người lãnh đạo nói gì, nghĩ gì? Dạ, một số bài. Nếu mà con dân của Chúa bị bắt làm phu tù thì bây giờ trước mắt thì bây giờ mình nghe con dân của Chúa để có cách để mẹ của con dân của ngài để thoát ra khỏi cái sự trầm luân đó. Dạ, cảm ơn sư. Anh chị em thấy ở đây tôi nghĩ rằng là không một ai mà vô cảm hay là vô tâm trước cái việc mà con gái nhỏ này bị bắt. Từ người cha mẹ, từ những anh chị em hàng xóm, từ những người lãnh đạo thuộc linh và kể cả những người lãnh đạo đất nước, họ cảm thấy nhục nhã vì có bị bắt làm phu tù. Một dân mà bị bắt làm phu tù là một cái sự nhục nhã cho dân đó. Nhưng mà thưa bà chị em, tại đây Kinh Thánh không có cho chúng ta thấy một cái phản ứng nào của những người cha mẹ, anh chị em hay là người lãnh đạo. Chúng ta đang suy luận ra điều đó. Và cái người bé nhỏ này bị bắt, tôi thiết nghĩ rằng nó sẽ rất là lo lắng và sợ hãi. Bởi vì nó chưa có trải nghiệm sự đời. Nó chưa bao giờ đối diện việc mà xa gia đình.
Nhưng bây giờ nó bị bắt và ở trong một cái hoàn cảnh là bị ép để làm nô lệ. Nhưng chúng ta xem cái người gái nhỏ này có một cái thái độ như thế nào này. Một ngày kia câu số 3, nó nói với bà chủ mình rằng: ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, ngươi sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bình phong. Đứa nhỏ này nó làm gì ạ? Nó đang làm gì? Nó đang truyền giảng. Nó không phải đứng lên. Nó phải đứng lên một giảng: kính thưa bạn chị em thân mến. Nó không đặt tay cùng mình. Nó không làm cái việc đó. Nhưng mà nó đang làm cái gì? Nó đang truyền giáo theo cái cách mà Đức Chúa Trời đặt trên đời sống của nó. Đôi khi tôi và chị em ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ rằng là gì? Ôi, tôi như thế này tôi không thể nào hầu vị Chúa được đâu. Tôi không có xe tôi không hầu vị Chúa được. Tôi không có nhà tôi không hầu vị Chúa được. Tôi không có phương tiện tôi không hầu vị Chúa được. Tôi thấp cổ bé họng quá tôi không hầu vị Chúa được. Tôi ít học quá tôi không hầu vị Chúa được. Tôi ở cái vùng sâu vùng xa cho nên tôi không hầu vị Chúa được. Không, đối với Đức Chúa Trời, bất cứ nơi nào con dân của Chúa ở đó thì có sự hiện diện của Ngài đó. Kể cả họ bị bắt làm phu tù, có thể người khác nói rằng họ nhục nhã, nhưng kế hoạch của Đức Trời hoàn toàn khác với suy tưởng của người ta. Vì ý tưởng của Chúa khác với ý tưởng của loài người. Nhiều khi anh em ở trong hoạn nạn, anh chị em nhiều khi cứ la trách, than thở, đủ thứ hết. Nhưng mà đôi khi chính Đức Trời, Ngài muốn dùng cái hoạn nạn đó để làm công việc lớn hơn. Tôi xin nhắc lại, Đức Chúa Trời có quyền để dùng cái hoạn nạn để làm công việc lớn hơn cho Ngài. Xin lỗi, chưa chắc ông Elise có thể giảng cho ông Na-a-man này tin Chúa đâu. Phải không? Nhưng mà chưa chắc là Elise có thể nói với, gửi thư đến và Na-a-man để nói rằng là qua đây đi tôi chữa lành cho. Chưa chắc gì Na-a-man tin. Thì ông đã từng nói mà những cái sông ở tại Abana và Bạc Ba, hai con sông ở Đa-mắc này còn tốt hơn cả sông Giô-đanh nhiều. Tại sao tôi phải qua đó chứ? Nhưng mà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời Ngài thật là mưu luận. Nhiều khi cái sự bế tắc của chúng ta lại là cái kế hoạch của Đức Chúa Trời. Khi cái giới hạn của con người ráng hết sức rồi thì lúc bấy giờ đó là sự khởi đầu của Đức Chúa Trời cho người đó. Điều này, nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ quán trách Chúa nữa, mà chúng ta lại càng tin cậy và chúng ta chờ đợi, không có than vang, than thở hay là lầm bầm quán trách. Nhưng mà trong hoạn nạn đó, trong nghịch cảnh đó, tìm được ý muốn của Chúa trong nghịch cảnh đó mới là sự cảm tạ thật sự ở trong Chúa. Giờ có ai cho chúng ta 200 triệu thì sao ạ? Cùng nhau cái bằng danh Chúa về hô ba xích kỳ nụ. Nhưng mà thành lần mất 200 triệu thì sao? Anh chị em biết cái bài mà đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa nó ra đời từ khi nào không? Sự cố cháy công ty lần thứ hai của mục sư Lê Minh Hùng. Cháy hết. Mọi người báo là chạy ra tới mà thấy khói còn chỉ còn tro tàn thôi. Quỳ xuống đó và đưa tay lên còn cảm ơn Chúa. Tôi nói thật, không thể nào cảm tạ trong cái hoàn cảnh đó đâu. Không thể nào. Nhưng mà Chúa đã cho ông cảm tạ Chúa được. Và cái bài đó bây giờ nó vang khắp thế giới, cả có tiếng Anh. Anh em biết cái bài Đụng Chạm Con Chúa Ơi Ngay Giờ Này nó ra đời trong hoàn cảnh nào không? Biết không? Anh biết không? Ông biết, hỏi một sư môn. Thầy ông biết, tôi biết. Trong hoàn cảnh nào mục sư? Nghịch cảnh, phải không? Hay là thuận cảnh à? Nghịch cảnh, giống như tuyệt vọng vậy đó. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não. Để con có thể hát chúc tạ Chúa. Cái bài đó đã chạm đến biết bao nhiêu trái tim. Cái bài đó được khích lệ biết bao nhiêu những con người mà đang gặp nghịch cảnh. Nếu không có một cái người như là Giớp thì có lẽ chúng ta đã, nhiều người chúng ta đã ngã lòng rồi, phải không? Nếu không có một thầy tế lễ thượng phẩm cảm thương sự đối chúng ta như là Chúa Giêsu thì chúng ta chắc là chúng ta lùi bước lâu rồi. Ông bà chị em biết cái bài là dòng sông của sự sống nó ra đời từ lúc nào, từ khi nào không? Là từ lúc Trương Vũ Hảo hát
mục sư Quỳnh Lâm Hữu phải không? Lúc chúng tôi đang đi cầu nguyện, gọi là cầu nguyện cho các nước Đông Dương, chúng tôi qua Campuchia, sau đó chúng tôi thuê một cái con tàu đi dọc sông Mekong để chúng ta cầu nguyện. Và trong buổi sáng đó, thang lập phượng Chúa, thì có một vị tôi tới, chúng tôi có không biết ông tên gì luôn, không nhớ tên gì. Và lúc đó ông đang chia sẻ, ông nói chia sẻ về cái dòng sông này. Cái dòng sông này, trên dòng sông này, nó có hàng mấy trăm triệu người sống trên dọc cái con sông này. Chúng ta cầu nguyện để họ đã hưởng cái nước của dòng sông Mekong, thì họ cũng sẽ được có cái cơ hội để hưởng được nước của dòng sông sự sống. Và ngay lúc đó, bài dòng sông sự sống ra đời. Tự nhiên, trong đầu tôi bắt đầu vang lên. Trước đây tôi có biết một cái đoạn, cái bài giống như là một cái bài đoạn thơ đó, dòng sông của sự sống, dòng sông của sự dòng sông của sự sống, dòng sông của gì? Của sự chữa lành tuôn tràn trong tâm tôi. Thì ngay lúc đó bắt đầu cái lời vang ra. Tôi biết lúc đó có cô Liên, cô Liên có đi không? Dạ, lúc đó có đi với lại một sư Lại Đức Toàn. Và chính một sư Lại Đức Toàn là người dịch cái bài đó từ tiếng Việt sang tiếng Anh ngay lúc đó luôn. Bây giờ tôi lạc mất cái tiếng Anh mà tiêu rồi. The River of Life, The River of gì đó. À, cái bài đó. Mà quên mất rồi, giờ tôi quên mất rồi. Cái bài này là khi tôi ra dạy về Phú Quốc tôi đàn cho anh em. Thì anh chị em thấy rằng cái bài đó là nó ra đời trong cái hoàn cảnh mà khi chúng tôi đang cầu nguyện, chúng tôi cầu nguyện cho dòng sông Mekong. Chúng tôi cầu nguyện để khao khát tinh lành của Chúa được tuôn chảy ở trong vùng đất này. Những con người đơn sơ của chúng tôi thờ phượng Đức Chúa Trời và Chúa mặc khải cho tôi tới Chúa để giảng về dòng sông. Và sau đó Chúa lại cho tôi viết cái bài nhạc ra trong vòng đúng có 10 phút đồng hồ, cái bài nhạc ra đời. Và hiện nay cái bài nhạc này cũng lan tỏa đi toàn thế giới. Và rất là nhiều người họ làm cái bài nhạc này nhưng mà họ không biết đó là tác giả là ai. Không quan trọng, tại vì đó là từ Thánh Linh Chúa ban cho. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, nhiều khi anh chị em thấy, đôi khi chúng ta cần một cái danh phận lắm. Là người hầu vị Chúa tôi rất cần danh phận. Tôi ngày trước tôi hầu vị Chúa tôi rất cần danh phận, tôi muốn được danh phận. Để có ai đó có thể là gì? Mình có một danh phận để rồi mình đứng trước hội thánh cũng có một cái tiếng nói để cho dân sự của Chúa được an lòng. Nhưng mà nếu không có danh phận thì sao không bà nhé? Đức Chúa Trời có dùng những người không có danh phận không? Đức Chúa Trời có dùng những con người gọi là, mình dùng cái từ là gọi là gì? Là không có một cái tiếng nói để cho người khác, và tiếng nói uy tín cho người khác lắng nghe không? Tất cả tạo vật của Đức Chúa Trời đều có chức năng và công việc của Chúa. Ngài có thể dùng chúng ta theo cái cách của Ngài. Tôi thấy có nhiều người không có danh nhưng mà làm nên công việc vĩ đại. Cái người vác binh khí cho David. Không có, không có tên, không có ghi tên. Nhưng mà họ làm lên tên tuổi, họ làm lên những kỳ tích. Trong đồng truyền giáo của Phao-lô cũng vậy, có những người được nêu tên nhưng cũng có người không có được nêu tên nữa. Qua câu chuyện này, qua phần câu chuyện này thì anh chị em thấy là đôi khi ở trong đời sống của chúng ta chẳng những là chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh là một người coi như là không phải được tầng lớp được tôn trọng. Và đôi khi chúng ta ở trong một cái nghịch cảnh chúng ta cũng không mong muốn đâu. Nhưng mà thực sự nó đã xảy ra. Và lúc mà ở trong cái nghịch cảnh đó thì đó là lúc mà Đức Chúa Trời Ngài dùng theo cái cách của Ngài. Ở đây người gái trẻ này nói rằng chớ chi chúng tôi lên cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúng tôi khỏi bình phục. Như vậy cái người trẻ này có phải là người tin kính Chúa không ạ? Anh chị em thì người này tin kính Chúa không? Bao nhiêu người nghĩ rằng cô gái trẻ này tin kính Chúa? Rồi bao nhiêu người nói rằng cô này không biết gì hết á?
Dân Israel có một cái nét đặc trưng của dân Israel. Từ nhỏ là họ đã dạy luật pháp của Chúa cho dân Israel rồi. Những bé trai nhỏ đó bắt đầu vào học chữ là bắt đầu phải đọc sách Lê Vi Ký. Tại sao họ cho đọc sách Lê Vi Ký trước mà chả biết không? Bởi vì đó luật nó dành cho người Lê Vi. Vì họ tin rằng họ là một nước thầy tế lễ. Chúng ta xem ở trong sách Xuất đoạn 19. Câu số 5 và câu số 6. Xuất đoạn 19 câu 5 câu 6. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng theo lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc về riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Chúng ta đọc chung câu 6. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng Israel. Từ nhỏ họ đã, Chúa kêu Môi-se là gì? Ngươi hãy truyền cho dân Israel, hãy biết rằng các ngươi được biệt riêng ra khỏi thế gian này, để các ngươi thành một nước tế lễ cho ta. Một nước tế lễ cho ta và gì nữa? Là một dân tộc thánh cho ta. Cho nên dân Israel được dạy từ nhỏ, họ được dạy lòng kính sợ Chúa từ nhỏ. Những em bé trai sau 10 đến 12 tuổi là bắt buộc phải lên thành Israel để thờ phượng Đức Trời, ra mắt Đức Trời tại thành Israel. Tất cả dù ở xa ở gần cũng phải trở về Israel để thờ lại. Cho nên họ được dạy dỗ từ nhỏ. Họ mang trong mình dòng máu thánh từ nhỏ. Họ ý thức được rằng họ là nước thầy tế lễ. Họ ý thức rằng họ là con của Chúa. Cho nên dù ở nghịch cảnh nào đi chăng nữa, họ vẫn có thể nói về Chúa và người ta tin Chúa. Cho nên khi chúng ta thấy lời Chúa dạy nói như thế này, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu cho trở về già cũng không lìa khỏi đó. Tôi có một em sinh viên, chúng tôi học trong cái lớp buổi tối thứ sáu. Em này thì làm chứng cho ba mẹ thì không có tin Chúa, ba mẹ vợ cũng không tin Chúa. Nhưng mà khi mà em hai vợ chồng em sanh đứa con, Chúa cho đứa con này nó khôn ngoan lạ luôn. 4 tuổi nó nói tiếng Anh như gió. Một ngày kia ngạc nhiên là nó nghe nói gặp người nước ngoài, nó chạy lại nó nói chuyện với họ, thì ba mẹ nó biết là nó biết tiếng Anh. Và nó học tiếng Anh thôi. Tới chừng cho nó vô học lớp 1, vô học tiếng Việt, vô học lớp 1, nó về nói cô giáo dạy sai hết rồi. Là tiếng Anh là ABC, còn cô giáo là ABC, cho nên cô giáo dạy sai hết rồi. Học cho đến gần cuối năm, còn có 1 tháng nữa, không có làm điểm, không có đậu, làm không được. Tại vì ABC kia là ABC. Rồi cuối cùng phải đưa về và anh em cùng nghiệp bộ cầu nguyện. Thì cuối năm bắt đầu cháu lên lớp. Nhưng mà cái điều lạ lùng của cháu là cháu bắt đầu học lời Chúa thuộc răm rắp. Mỗi tháng tôi thường giảng bên Hội Thánh đó 1 lần. Và tháng vừa rồi tôi với vợ tôi đi giảng bên đó, thì Hội Thánh có một cái chương trình gần đố kinh thánh. Đố kinh thánh cũng hay lắm, chiếu lên màn hình vậy nè, rồi ai bấm trước. Thì cuối cùng em là hạng nhất. Trong mấy chục người đó em là hạng nhất. Rất là giỏi. Và chính em về làm chứng cho ông ngoại. Ông ngoại ơi, tin Chúa ông ngoại. Tụi con với ba mẹ con lên thiên đàng ở trên, ông ngoại không có lên thiên đàng đâu. Làm chứng cho ông nội luôn, làm chứng cho bà nội luôn, làm chứng cho mấy cậu, mấy chú. Và có một số người ở trong đó đã tin Chúa vì cớ rằng đứa con này. Tuyệt vời phải không chị em? Cho nên xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta cũng dạy cho con cái của mình. Sắp tới đây 13, 14 tháng 6 này, Tổng hội tổ chức cái chương trình thiếu nhi 2 ngày, chọn 2 ngày và 1 đêm cho các em. Có nghĩa là ngày 14, 13 mà 14, 14 là làm tới chiều tối, chiều đến chiều mới kết thúc. Và năm nào cũng vậy. Có những em được Chúa thăm viếng trong cái lúc mà chương trình dạy thiếu nhi này. Có những em đã từng chơi bời, quậy quạng, nhưng mà nó học cái lớp thiếu nhi này, thiếu nhi và thiếu niên này, nó được thay đổi và nó từ bỏ những cái lối sống chơi bời đó và nó lại yêu mến Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa. Các con của tôi cũng được trưởng thành từ cái lớp thiếu nhi như vậy. 10 năm về trước, hơn 10 năm về trước, con tôi được Chúa đụng chạm trong những cái lớp thiếu nhi như vậy. Lúc đó chúng ta chưa có phòng được như thế này đâu, chia ra ngăn là bằng cái miếng vải ở dưới kia ngăn ra để mà cho các em thiếu nhi, thiếu niên sinh hoạt. Và khi mà thờ phượng Chúa như vậy, nó đụng được Chúa đụng chạm, nó khóc, nó chạy vô với mẹ nó. Mẹ nó hỏi ai làm con khóc vậy, ai đánh con gì, hay là con té đâu con khóc? Dạ không, Chúa đụng con. Hỏi Chúa đụng con sao? Dạ Chúa đụng con qua cái bài hát đó, là Chúa đụng con, nó khóc. Đó, cái thằng nãy nó Chúa đụng đó, nó đứng ở đàn nhà thờ phượng Chúa đó. Ba thiệt, chúng tôi không có thể, nhiều khi chúng tôi mướn thầy về dạy tốn nhiều tiền lắm,
nhưng mà chẳng biết có đàn đâu. Nhưng mà đúng cái này 2 năm khi chúng tôi mở cái lớp dạy đàn, lúc đó là có Khánh An nè, với lại Hải Đăng rồi đó, lên học. Thì bản thân của mấy đứa con của tôi cũng chưa có chịu học đàn nữa, nhưng mà thấy mấy bạn này bắt đầu đàn, qua mấy ngày sau đàn, bắt đầu ảnh ở trên phòng á, bắt đầu tập đàn lén ở trên á, cái xuống để đàn với mấy bạn này, rồi bây giờ trở thành người dạy luôn. Đó là những lúc mà gì, nó được Chúa ngài thăm viếng từ lúc còn nhỏ. Chúng ta dạy cho nó con đường nó phải theo, dầu cho trở về già cũng không thể lìa khỏi đó. À, con của cháu nội của chị Hằng, Khánh Hưng, anh chị em thấy nó có nhiều lúc đây nó đứng kìa, đứng kìa. Nó cứ lợi gặp tôi nó đây. Một sư kính ông sư đang nghe. Có hạt con còn ai? Mới lại có gì nữa? Làm một bên. Xin căn nhà rồi, xin căn nhà rồi, rồi cậu thang máy. Bây giờ là xin thêm cái hồ bơi nữa. Mà lạ lắm, cứ chủ trực tới gặp tôi cứ chạy vô từ ở ngoài chạy vô chạy trong kiếm tôi, gặp cái một sư chú trong sư căn nhà phía trong. À, Gumbo Mini. Anh chị em có nhớ là Chúa nói rằng là Chúa dùng miệng trẻ thơ để lập nên năng lực ngài không? Cái lời cầu nguyện đơn sơ của con trẻ đôi khi nó lại thành. Giống như đứa bé này vậy. Đứa bé này phục vụ bà chủ, tôi tin rằng đứa bé này phục vụ tốt lắm. Tại vì nếu đứa bé này, con bé gái này phục vụ không tốt á, thì cái lời nói của nó bà chủ không tin đâu. Trên đây là lời dạy của Chúa. Chúng ta xem ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 6. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 5 ghi như thế này: hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ. Không, qua Colosse, sách Colosse thì rõ hơn. Đoạn 3 câu 22: hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình để bằng xác, không những hầu việc trước mặt họ, như mình tìm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Câu 23: hãy làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ chẳng phải làm cho người ta. Tức là Paulo kêu cả cái người chủ đó, mình người thầy tớ này làm việc cho người chủ phải làm việc hết lòng, kể cả người chủ không có Chúa. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi đi làm trong công ty thu nhập cao, thì ở đó đa phần là tuyển người có Chúa, khoảng 80% là người có Chúa. Và trong nguyên cái chỗ, cái tổ của chúng tôi làm việc đó, là gần như là 10 người là 9 người có Chúa rồi. Nhưng mà những người làm việc rất chậm luôn, làm việc cứ tàn tàn. Ở trong cái công ty thu nhập cao là công ty hóa dầu đó, thì họ có những hóa chất là phải bỏ vô và chế nước vô là phải quậy lên, quậy cho nó tan ra hết, nó hòa tan hết. Thì những người nếu mà làm việc một cách hết lòng đó, thì họ làm việc nhanh lắm, họ quậy có cái lực để họ quậy. Còn những người mà không làm việc hết lòng họ ngồi giống như là cô gái mà chè bơi xuồng ở trên sông Hậu vậy. Ông giám đốc ổng đi từ xa, ổng nhìn từ xa. Tôi thì tôi ngồi quay lưng lại, cho nên tôi làm việc theo cái tốc độ mà tôi làm việc điêu như vậy. Thì mấy bạn tôi thì nó ngồi nó làm cứ tành tè ngồi tán dốc, còn tôi thì làm việc mạnh hơn, cực lực hơn. Cái người giám đốc họ khôn lắm anh chị ạ, họ không đi đến gần để đứng đó để nhìn thấy chúng ta làm việc giỏi để họ khen đâu, nhưng mà nhìn từ xa họ quan sát. Cuối cùng họ hỏi cái ông tổ trưởng, hỏi cái thằng đó, tức là tôi á, quay lưng sao á, họ cái thằng đó thằng nào vậy? Thì ông tổ trưởng nói thằng đó mới vô làm chưa được 2 tuần. Ông nói ghi tên thằng đó cho tôi. Rồi bắt đầu ông tổ trưởng ông xuống, ông nói mày tiêu mày rồi. Tôi hỏi gì vậy? Tôi mới vô xin làm gì tiêu? Ừ, ông giám đốc ông hỏi mày đó, ông kêu tao ghi tên mày rồi đó.
Tôi nghi suy nghĩ không biết là mình làm cái lỗi gì. Tại vì tôi cũng quy định đó là đi vệ sinh, ví dụ như một buổi là đi vệ sinh khoảng tối đa 2 lần thôi, mà một lần không quá 5 phút. Nhiều khi mình đi vệ sinh nó hơn 5 phút sao? Không biết có bị ghi hay không? Cứ nửa tháng là lãnh lương lần mà là lãnh nửa tháng đầu đó thì không có phần thưởng, không có tiền thưởng, chỉ lãnh lương cơ bản thôi. Rồi nửa tháng sau đó thì mới có phần thưởng. Thì năm 1995 mà ông bà chị em, khi mà tôi nhận tiền thưởng của từ tiền lương của tôi đó thì nó dư ra 60.000. Tôi đếm tôi ngày công của tôi cũng đầy đủ, ngày công nào cũng có chấp vậy hết. Nhưng mà tôi đếm tiền tôi dư 60.000. Tôi mới nói với ông tổ trưởng, chú ba, con tiền của con sao mà dư 60.000? Ông nói rồi, mày tiêu mày rồi. Cũng tiêu nữa. Thì cả cái tổ cười ò lên. Nó cái tiền thưởng của mày đó, mừng đi. Tiền công là không có tính rồi, tiền công là giống nhau hết. Thì bắt đầu mọi người đưa ra tiền thưởng. Thì thằng bạn của tôi làm trước tôi 2 năm, nó được thưởng 40.000. Còn tôi được thưởng 60.000. Anh chị em biết là đó, một dĩa cơm có 2.000. Xin lỗi, có 2.000. Dĩa cơm có 2.000 thôi. Năm 95. Vàng có 400, 450 một chỉ. Và tôi được thưởng được 60.000. Qua tháng sau tôi được thưởng 120.000. Và cứ dần dần như vậy, cái ngày tôi làm tới tháng thứ 11 tôi được thưởng 1.200.000. Tiền lương tôi có 468.000 thôi, nhưng mà tiền thưởng tôi tới 1.200.000. Còn bạn của tôi tiền thưởng được 400.000. Cuối năm được 400.000. Còn tôi cuối năm tôi được 1.200.000. Bởi vì tôi tâm huyết của tôi là gì? Tôi được dạy từ lúc còn nhỏ là làm cái gì như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Kể cả làm mà làm mình làm công ăn lương cũng làm cho Chúa, mình không có ăn chặn ăn bớt họ. Cho nên nó đã quen ở trong cái cách sống của tôi. Cho nên tôi làm cái gì tôi cũng làm hết lòng. Mà tôi nếu như mệt thì tôi nói tôi mệt chứ tôi không lười biếng. Và nếu cái đức tính mà siêng năng đó mà được đem vào trong cái môi trường hầu vị Chúa thì anh chị em thấy kết quả không ạ? Sẽ chắc chắn có kết quả. Và đôi khi không phải anh em học vị Chúa giống như tôi phải đi đầu này đầu kia để rao giảng, nhưng đôi khi chúng ta làm trong công ty thôi mà chúng ta làm một cách trung tín, một cách ngay thẳng thì sao ạ? Người ta thấy và người ta sẽ lấy làm lạ. Và trong thời gian công ty đó tôi làm chứng được cho ba người bạn tôi tin Chúa bằng cách là tôi đi ra ăn buổi trưa đó, thì chúng tôi thường ngồi với nhau mua cơm mà ngồi ăn với nhau. Thì tôi ngồi ăn và tôi nhắm mắt lại tôi cầu nguyện, mọi người thì lấy cơm ra rồi là ăn liền, còn tôi thì tôi dừng lại tôi ăn và tôi cầu nguyện. Tôi cũng cầu nguyện nhỏ thôi. Thì bạn của tôi nó mới hàng bạn tôi nó ngồi nhìn. Thế thì tôi mở mắt ra tôi nói sao mày nhìn tao gì vậy? Mày làm gì vậy? Hỏi vậy. Tôi nói tao cầu nguyện. Ủa mày theo đạo gì? Tao đạo Tin Lành. À, cầu nguyện là sao? À, tao cầu nguyện tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những đồ ăn này Đức Chúa Trời ban cho. Mặc dù mình bỏ tiền mua nhưng mà Đức Chúa Trời ban cho hạt cơm, hạt gạo, cá này kia mình ăn. Cho nên tôi tạ ơn Chúa. Ủa, cái đạo của mày khác với đạo của bạn tao hả? Thì hỏi với vậy đạo bạn mày làm đạo gì? Tao thấy bạn tao mỗi lần mà nó ăn cơm á, cái nó bóp tráng vậy nè. Hỏi nó mày làm gì vậy? Bóp tráng. Nó ngại, nó không dám cầu nguyện. Mà cầu nguyện nó bóp tráng kia là nó che. Nó che lại để cho người ta đừng thấy. Và sau đó thì tôi mời các bạn của tôi đó đi đến dự một cái buổi truyền giảng và ba đứa tin Chúa. Nhờ là cầu nguyện buổi trước khi ăn chứ không phải là bóp tráng. Nếu tao bóp tráng thì đâu có tới làm chứng nào à. Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa có thể dùng, Ngài có thể dùng những cái ngôi sao rất là sáng lạng, nhưng mà Ngài vẫn có thể dùng những cái ngọn đèn nhỏ trong đêm đen. Cái chuyện trong đêm đen đó không cần một cái ngôi sao sáng đâu. Đôi khi chỉ cần một con đom đóm nhỏ mà nó phát ra ánh sáng vẫn đủ có thể người ta nhìn thấy và người ta tránh đường rồi. Trên dù ít dù nhiều, trong tôi và anh chị em đã có ánh sáng của Chúa. Dù mới tin Chúa hay là tin Chúa lâu, có người tin Chúa lâu thì đời sống được biến đổi và chúng ta bày tỏ bằng hành động của chúng ta, đó là lối sống của Cơ Đốc. Nhưng có những người mới tin nhận Chúa, đôi khi họ còn nhiều cái điều sai trật trong đời sống lắm. Họ còn nhiều cái lời nói ra nó không có đúng đắn lắm. Họ còn nhiều cái sự va chạm, còn những cái điều mà làm tổn thương nhau lắm. Nhưng mà thưa anh chị em, nó vẫn có sự sáng ở bên trong.
Hãy cảm tạ Chúa vì con có sự sáng của Chúa. Amen anh chị em. Nói người bên cạnh đi, dù muốn dù không, anh chị có sự sáng của Chúa. Mà sự sáng thì bản thân của nó tự chiếu sáng. Sự sáng là nó phải chiếu sáng thôi. Cho nên chúng ta đừng có chê. Đừng có chê với người mới. Tôi nói chị em á, những người mới đôi khi đem người mới, người tin mới đến Chúa còn nhanh hơn chúng ta nữa kìa. Có đúng không? Tại vì thấy sự thay đổi quá lớn. Họ đang từ tối hồi qua sáng, từ ăn chơi đàn điếm mà quay qua họ, họ từ bỏ hết. À ở đây thì có Nam Nguyễn. Nam Nguyễn là năm đến Chúa 20 năm về trước. 20 năm về trước. Nhưng mà cái đèn nó bị ống khói nó che khuất hết. Nó không bỏ sáng. Rồi một ngày kia thì ai kêu Nam học sinh học cho cái Nam. Anh Đức à? Cuộc sống khó khăn quá, bướng quá là mình tìm kiếm Chúa này. Nhưng mà hai ai cầm ai trước cầm ai. Cô đi nào. Dạ cũng quan tâm đi. Rồi giờ lên mời thánh. Dạ cảm ơn Chúa. Rồi sau đó thì giới thiệu cho được thánh. Lúc đó vẫn còn ăn nhậu hút sách đủ thứ hết. Nhưng mà bao lâu thì Chúa giúp cho Nam bỏ được. Một năm mới bỏ hết thẳng luôn hả? Rồi Hùng thì khi mà vào trong đây thì bao lâu thì mới bỏ được nhậu với thuốc? Bao lâu? Một năm rưỡi. Thật ra thầy biết hết á, lon bia đầy hết cho thầy biết hết. Nhưng mà có sự sáng không? Có. Nhưng mà lúc đó ống khói nó còn đóng khói nhiều quá. Tôi biết chứ. Sao qua mặt được? Thấy tàn thuốc đầy ở trên mái nhà người ta kêu ta chửi mà. Nhưng mà điều đó tôi không đem cái điều đó lại gây gánh nặng cho anh em. Tôi tiếp tục cứ dạy lẽ thật để cho người đó biết mình là ai trong tâm Christ. Biết giá trị của mình trong tâm Christ thì không cần phải kêu phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia, phải bỏ cái nọ. Bởi vì tự khắc chính đời sống cơ đốc khiến cho họ từ bỏ. Ngoan thì bao lâu mới là hết? Bao nhiêu năm? 2-3 tháng. Tức là vào trung tâm là 3 tháng. Nhưng mà vào trung tâm ở đâu có này hết vậy? Đó là một sư cung cấp. Điều đó chúng ta vui mừng những anh chị em được đắc thắng. Nhưng cũng có những người đắc thắng nhưng mà chậm. Họ có sự sáng không? Có. Họ có điện ở trong người không? Có. Nhưng mà nó yếu quá. Nó chập chờn. Nhưng mà thật sự Chúa đang hành động trong lòng mình. Và tôi nói với chị em, nếu ai mà chịu học lời Chúa rất nhanh thôi, không có lâu đâu. Nếu chấp nhận chịu học lời Chúa, giống như là Nam nó học trong vòng mới có 2 tuần lễ đầu thôi, mỗi một tuần là 4 buổi, là tới tuần thứ 2 là Chúa đã lời Chúa đụng chạm đến em và em đã đắc thắng rồi. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài giúp đỡ để rồi chúng ta giàu nhỏ, giàu lớn, giàu mới, giàu cũ, tất cả chúng ta đều có sự sáng của Chúa ở bên trong, đều có chất của tinh lành ở bên trong, đều có chất tâm của Chúa ở bên trong, để rồi chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho nhiều người để họ cũng được cứu giống như chúng ta. Cảm ơn Chúa vì cái đứa bé gái này nó không có tên tuổi nhưng mà nó có cái tố chất của Chúa. Và chúng ta thấy với cái lời nói của em bé này, nó không trực tiếp nói với lại Na-a-man được, nhưng mà nó nói với bà chủ, tức là vợ của Na-a-man. À, nhiều khi không có trực tiếp nói với ổng được, nhưng mà nói với vợ và vợ nói với chồng. Cho nên muốn làm chứng mà
để cho người ta tin Chúa và cả gia đình bao tin Chúa đó là cứ cho bà tin Chúa ra. Rồi từ từ bà nói với ổng phải không ạ? Thường thường quá mấy ông á sĩ diện lắm. Mấy ông tôi không biết rằng là trong gia đình của anh chị em á là vợ tin Chúa trước hay chồng tin Chúa trước ạ? Ai ai là vợ tin Chúa trước đâu ạ? Dạ, rồi sau đó bao lâu thì chồng tin Chúa? Có người thì chồng chưa tin Chúa đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Bởi không bởi lời nói mà bởi cách ăn ở của chị em thì cảm hóa cái người chồng. Và tôi nói với chị em rằng chúng ta nên làm cái điều này. Tức là thí dụ như trước đây mình yêu chồng 7 thì bây giờ anh chị em khi các chị em tin Chúa thì anh, các chị em phải yêu chồng 10. Chứ đừng có giảm hơn. Có một cô kia, cổ tin Chúa, cổ yêu mến Chúa lắm, cổ học chung Kinh Thánh. Tôi không nhớ là ai dạy cái môn đó cho cổ là môn về hôn nhân gia đình. Về xong thì cổ nói với ông chồng đó, kể từ nay em cấm cung anh nha, không cho anh đụng tới em. Ông chồng tưởng nói chơi. Anh mà leo lên giường em đạp anh văng xuống xa xuống giường đó. Ông chồng kiểu nói chơi, tưởng nói chơi. À, tối cũng bình thường, lên ngủ thì bà vô nằm ngủ, ông chồng cũng rửa chân rửa cẳng xong lên môn bóng kén mới vừa leo lên bà đạp cái văng đó. Bà làm thiệt. Ông chồng ơi, chuyện gì vậy? Không, anh mà đụng đến em. Ủa tại sao? Tại vì em bây giờ tin Chúa rồi, thân thể em là thánh rồi, còn anh là ô uế. Thế là ông chồng quay trở lại bắt bớ nhiều hơn. Bắt bớ dữ tợn hơn, gọi điện cho tôi khóc bù lu bù lo, thầy ơi sao kỳ vậy, tôi làm theo lời Chúa tại sao mà chồng tôi bắt bớ nhiều hơn, tôi làm kiểu nào? Thì đó, tôi tin Chúa, tôi không cho chồng tôi đụng để kỷ luật ổng, để ổng phải tin Chúa thì tôi mới cho ổng đụng tới thân thể của tôi. Thì thân thể tôi giờ là thánh rồi. Tôi nói chị ơi, chị làm sai rồi. Sai rồi. Cái người chồng mà chưa tin Chúa thì vợ càng yêu mến Chúa thì chồng cảm hóa theo. Cái cách ăn ở chị em để cảm hóa chồng. Và Chúa nói thì nếu như người chồng đó mà đồng ý ăn đợi kiếp với mình thì vẫn ăn ở với họ chứ không phải là bỏ. Dù cho họ chưa tin nhưng mà cảm hóa được chồng. Mình phải yêu chồng hơn nữa, giúp cho chồng nhiều hơn nữa. Thế rồi bắt đầu cổ sửa lại, cổ quyết định sửa lại. Và cảm ơn Chúa bây giờ người chồng đã ủng hộ cổ. Bây giờ nơi nhà của cổ là nơi nhóm lại thờ phượng Chúa rồi. Nhưng thời gian cũng phải dài nha anh chị em, không phải ngắn đâu. Cảm tạ Chúa. Cho nên xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta cũng có thể, cái Đức Chúa Trời có đủ cách để Ngài làm, Ngài giúp cho, để làm chứng về danh của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy một cái người này là ông là một quan tổng binh. Rồi chúng ta thấy cái tiến trình đó xảy ra. Và tôi không có đi theo cái tiến trình đó, nhưng mà tôi bắt đầu đi đến cái chỗ là Na-a-man bắt đầu đi đến nơi dân Israel. Thì tại đó ông làm gì? Trong câu 9 vậy, Na-a-man đến với ngựa và xe, dừng tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng, hãy đi tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Đây là cái cách của người Đức Chúa Trời chỉ cho Na-a-man cách để chữa bệnh. Ngươi đi xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần đi thì sẽ sạch. Thì Na-a-man làm gì? Thái độ Na-a-man như thế nào mà chị em? Câu số 10. Xin lỗi, câu 11. Nhưng Na-a-man nổi giận, vừa đi vừa nói rằng, ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phúc. Có khi nào chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chúng ta dạy Chúa cách chữa lành không? Chúa ơi, chúng ta chữa lành vậy này. Ở đây chúng ta thấy là Na-a-man phải đi theo cái cách của Chúa chứ không phải Chúa phải đi theo cái cách của Na-a-man. Na-a-man nghĩ trong đầu là phải đi ra chào đón ông, bởi vì ông là quan tổng binh mà, ông có chở theo vàng bạc nữa mà, phải chào đón ông từ xa, tại ông đem tiền quá nhiều cúng dường mà, cho nên phải lấy cái tay á, phải đưa qua đưa lại trên vết thương á thì nó mới làm. Đằng này không chào đón, không có một ly nước mà kêu lệnh cho đi xuống sông tắm 7 lần thì được lành. Có một lần Chúa chữa cái người mù. Cái nổi tiếng xuống đất, tổng 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 tổng
xin lỗi em, người này vâng lời đi mà. Người này có quyền không, không vâng lời không? Có. Giả sử người này trộn bùng rồi quét lên mắt người này. Người này hỏi ông chắc gì mắt tôi vậy? Chú nói tà chắc nước miếng. Tà giáo. Tà giáo. Tôi không bao giờ. Dư. Cái này không nói gì cả. Kiểu này mà tôi mà nhìn phun nước miếng xuống tôi trộn chắc là anh em. Bà anh cho em biết chú dùng nước miếng nhiều lần không ạ? Nhiều lần. Có lần chú thấm nước miếng thấm vô lưỡi của người kia. Chú thấm nước miếng vô lưỡi của ngài là thấm vô cái lưỡi của người kia người chăm nói được. Một lần chú chét bùng vô mắt. Người đã thấy. Có lần có một vị hộ sư kia tôi mời đến. Và ông có ơn của chú lắm. Ông cầu nguyện đặt tay cầu nguyện cho người ta. Được chữa lành rất nhiều. Và người ta té cũng rất nhiều nữa. Có người hỏi tại sao té vậy? Tại vì ổng cứ nó miếng văng quá cho nên tôi sợ, nó miếng văng cho nên tôi té. Nước miếng nó có quyền năng. Nhiều khi ổng còn nguyện cao trào quá, ổng đâu có để ý đâu. Chứ không phải ổng cố tình như vậy đâu. Nhưng mà rõ ràng ổng có ơn của Chúa thật. Cầu nguyện người ta được chữa lành thật. Ta nhớ là đó khi mà mình chú ý thì ta này nhớ không? Và bị chậm tắt ngang, ngang tắt ngang, chậm tắt ngang. Đó đó, cái đó là gì? Nếu chúng ta bị bệnh hay là chúng ta gặp nan đề mà chúng ta nhờ để được cầu nguyện thì chúng ta đừng có bày cho cái người cầu nguyện rằng phải cầu nguyện như thế này thì Chúa mới chữa lành tôi. Khi anh chị em có cái tư tưởng đó thì không bao giờ anh em nhận được sự chữa lành đâu. Chúa nói là cái người ở trong các ngươi anh em, ngươi có người nào bệnh thì sao? Mời trưởng lão đến. Như vậy khi mời trưởng lão đến là trưởng lão có toàn quyền. Chúng ta có toàn quyền đến nhân Chúa để xin dầu cho cầu nguyện cho người đó. Chúng ta đừng có bày cho người khác rằng hãy cầu nguyện như vậy nè, tôi mới được lành. Nhiều khi có những tôi tới người Chúa cầu nguyện chúng ta. Đôi khi cả ta, đôi khi thì có những cái lợi hơi khác một chút. Và đôi khi chúng ta không có tin được cái điều đó. Chúng ta không chấp nhận được điều đó. Mà chúng ta cho rằng cái đó là không giống tôi không được, không được. Có lần kia cái bà bị ung thư. Bà mời ông bà sư đến để cầu nguyện. Và theo tinh thần của gia cơ là phải sức dầu để cầu nguyện cho người bệnh. Thì cầu nguyện người bệnh được Chúa lành, Chúa đỡ người đó dậy. Người bệnh có tội cũng được tha. Thì ở đây đó là đi đến cầu nguyện không phải là cầu nguyện để chữa lành đâu. Mà là cầu nguyện sức dầu để cho bà này đi. Tại vì là ung thư giai đoạn cuối rồi. Mà mục sư cũng vâng lời thôi, cứ đến. Và bà hỏi chứ ở nhà có dầu không? Không có dầu gì hết. Có dầu ăn, tường an. Được không? Bà nói được, lấy chai dầu ăn lên. Thay vì bà xức miếng, bà chế nguyên chai dầu vô người luôn. Tôi nghĩ chắc bà chế nguyên chai dầu để cho thánh hóa hết thì sao á. Rồi bà đã cầu nguyện, bà đứng tin, bà cầu nguyện. Cầu nguyện xong, người đó được chữa lành ung thư luôn. Như vậy là chữa lành ung thư là nhờ chai dầu tuần an. Vậy được chữa lành là nhờ gì? Nhờ Chúa chứ không phải nhờ chai dầu. Nhưng mà cái đức tin của người đó tin. Cho nên khi anh em cầu nguyện, khi mà chúng ta cần cầu nguyện một cái năng đề thì chúng ta tin cậy. Và cái người đầy tớ của Chúa đó là người Chúa dùng để làm cái ống dẫn. Để chứ vậy? Để đem quyền năng đến. Bản thân người mục sư đó không có quyền năng đâu. Nhưng mà quyền năng bởi vì cái sự đặt tay. Chúng ta nói gì mà đặt tay lên cái nào được làm. Nó bởi sự đặt tay. Và chúng ta tin. Nó giống như bây giờ chúng ta dùng cái dây điện để chúng ta gắn vào trong cổ điện.
Đôi khi cái dây điện nó cũng là dây tốt và cái dây cũng bình thường thôi, nhưng mà làm sao nó nối được cái tín hiệu đó, nó kết nối được cái nguồn điện để đến được cho chúng ta và chúng ta sử dụng được. Đôi khi Chúa dùng một Anania không có tên tuổi gì cả mà đặt tay trên Saulơ để Saulơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mà tại sao Chúa không dùng Phao-lô, không dùng Phi-rơ hay là Giăng? Ở đây Đức Chúa Trời đã dùng một người đầy tớ gái. Cho nên chúng ta thấy chúng ta cần Đức Chúa Trời, không phải Đức Chúa Trời cần chúng ta. Bởi vì chúng ta có tin hay không tin, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Và khi ta cầu nguyện có lành hay không lành, Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thỏa mãn, đáp ứng được cái điều kiện của Chúa để kết nối, để chúng ta nhận sự chữa lành từ Chúa. Ở đây Na Man đã nổi giận, vừa đi vừa nói rằng ta nghĩ rằng 90 người phải đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Jehovah Đức Chúa Trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. Abana và bạc ba hai con sông ở Đa-mách há chẳng tốt hơn nước trong dân sen sao? Ta há chẳng tắm ở đó được sạch hay sao? Vậy người chở đi và giận dữ. Như vậy tới đây thì chúng ta thấy rằng là Na Man đã từ chối cái phương cách chữa lành. Cũng có nhiều người chúng ta cầu nguyện và họ cũng từ chối cái phương cách cầu nguyện. Nhưng mà ở đây lại xuất hiện một đại tớ nữa. Câu số 13. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng: Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương chi rài người bảo cho rằng: Hãy tắm thì được sạch. Chưa thấy lời này là lời gì ạ? Khuyên khôn ngoan. Của ai ạ? Những đại tớ của dành. Một lời khuyên khôn ngoan. Cha ơi, mình đi hết thầy hết thuốc rồi, bác sĩ chạy rồi, bây giờ chỉ còn một chỗ thôi, một con đường duy nhất là trời cứu thôi. Cách đây hai hôm có một anh em ở trong hội thánh, bên chỗ hội thánh Trung Tính, chỗ tôi mục sư Lâm, mục sư thôn giảng bên đó, nó gọi cho tôi nói rằng là trong gia đình có hai cô này, cô với chú này là chưa tin Chúa mà cô thì bị ung thư gan và di căn lên não rồi. Thì nhờ thầy đến để cầu nguyện. Tôi hỏi gia đình có ai tin Chúa không? À có đứa con gái tin Chúa là cả 3 năm rồi. Nhưng mà nó không có đi nhóm. Và cô gái này lại bị trầm cảm nữa. Và tôi đã đến. Tôi đến và tôi mới bước vô thì ở kia là giờ cầu nguyện cho hai người này. Tôi mới hỏi rằng là có tin Chúa chưa? Dạ chưa. Thì tôi vừa chuẩn bị giảng thì cái người chồng nó mới nói rằng là tôi đạo Phật. Tức là họ từ khước từ đó. Tôi đạo Phật. Tôi các bạn thờ là tôi đạo Phật. Thì cái cách đó nếu như tôi tự ái thì sao ạ? Tôi bỏ về. Nhưng mà tôi nói không sao. Phật cũng dạy người ta làm lành lắm dữ. Tôi nói đúng không ạ? Nhưng mà Phật thì nói như thế này: tay ta chỉ trăng, các ngươi nhìn theo tay ta mà thấy trăng, chứ ta không phải là trăng. Ta dẫn các ngươi đi tìm chân lý, chứ ta không phải là chân lý. Và chân lý chỉ có một, đó là Đức Chúa Trời. Có phải chăng chú với cô ăn của trời, quy năng kêu trời và chết là chầu trời không? Đúng rồi. Vậy thì mình khi chầu trời mình có cái gì để mình được ông trời tha đấy? Ông trời có phương cách. Con người không bao giờ làm lành lãnh dữ đủ để tự cứu, nhưng ông trời có phương cách để cứu. Đó là có một đấng cứu thế là Chúa Giêsu. Tôi làm chứng ngắn, chưa đầy 10 phút. Và tôi nói bây giờ chú tin Chúa không? Tin Chúa, tôi cầu nguyện cho chú tin Chúa. Và ông đồng ý đứng lên tin Chúa lại cùng với bà cầu nguyện tin Chúa. Nếu tôi tự ái tôi đi ra khỏi thì sao? Họ không có cơ hội. Đôi khi cái người mà cần được chữa lành họ gặp năng đề đó. Đôi khi họ cũng có cái bực bội của họ. Đôi khi họ khước từ. Tôi tưởng gì? Bây giờ đi tôi kêu tôi đi theo đạo. Tôi tưởng gì? Bác sĩ còn chê bây giờ kêu tôi tin Chúa. Chúa là sao có quyền để chữa lành? Bác sĩ có chích thuốc này thuốc kia mà còn không lành mà. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên bác sĩ. Bác sĩ có khả năng giới hạn, nhưng Đức Chúa Trời có quyền năng vô hạn. Và khi chúng ta tin thì mọi sự đều được cả. Đôi khi chỉ cần một cái lời cạn nhỏ thôi, lập tức khắc là xảy ra.
có những lúc chúng ta cầu nguyện người đó không lành, nhưng mà chúng ta đem người đó vào trong vương quốc của trời qua việc họ tin nhận Chúa Giêsu. Sự cứu chuộc là quan trọng nhất, sự chữa lành chỉ là phụ để tập theo lời giảng để cho vững tin lòng gọi là vững tin nơi Chúa mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, cho dẫu là Na-man đã khước từ, thậm chí ông còn nổi giận, ông bỏ đi, nhưng mà tạ ơn Chúa có những người tôi tớ đến gần và có một lời khuyên khôn ngoan. Anh chị em ơi, đôi lúc chúng ta đi làm cho những người chủ, nhiều khi người chủ nó giàu lắm, họ không tin Chúa, nhưng họ gặp nan đề. Anh chị em không cần phải làm gì khác hơn ngoài xin Chúa cho anh chị em có cái lời khuyên khôn ngoan. Cô gái này, cô bé gái này có lời khuyên khôn ngoan không? Đó, và bây giờ tới những người đệ tớ này cũng là người khuyên khôn ngoan. Và người đệ tớ này là ai ạ? Họ là ai vậy? Họ là dân Syria hay là dân Suê? Tôi tin đó là dân Syria bị bắt vào tù. Tại vì dân Syria họ không có bắt làm tù đâu. Họ không có đệ tớ đâu. Mà họ bắt dân Syria làm đệ tớ. Và đây những con người đầy tớ, bây giờ những con người này họ đã được dạy dỗ trong lời Chúa. Bây giờ những con người này đã đem một điều kỳ diệu đến, đó là lời khuyên khôn ngoan cho một tổng binh của Na-man. Xin lỗi, tổng binh Na-man, để ông nghe và tin theo. Xin Chúa ban cho tôi và cho em cái lời khôn ngoan của Chúa, để khi tôi và cho em gặp gỡ, đôi khi có những người lớn, những người làm lớn, nhưng mà cái lời khuyên khôn ngoan của chúng ta, người đã tin Chúa. Năm 2017 tôi đi Hà Nội, thì tôi cùng với cái anh, một cái anh đó, chúng tôi đi đến, ông dẫn đến, thì cái ông này là nguyên là bộ trưởng của bên bên phía bên dân vận, mà tôi không biết là kêu chưa nói gì nữa thôi. Thì ông bị tai biến 10 năm rồi và ông đã về hưu rồi. Thì khi mà dẫn tôi đến thì nhà có hai vợ chồng thôi, bà vợ đó là giáo sư toán trường đại học, dạy trường đại học. Thì tôi bước vô thì giới thiệu này kia, giới thiệu tôi là mục sư, thì tôi cũng chào này kia đồ thứ. Thì mới vừa giới thiệu xong thì bà nói, xin lỗi, tôi có đạo rồi, tôi không có theo đạo đâu. Bà phát tay liền, xin lỗi, tôi có đạo, tôi không theo đạo đâu. Tôi là thờ cha thờ mẹ, và tôi là Phật đây nè, tôi thờ Phật. Tôi nói, thưa cô, tôi không có đến để mời cô vào đạo đâu. Nhưng tôi đến để giới thiệu một đấng cứu thế là Chúa Giêsu cho cô. Thôi, tôi không nghe, tôi không cần, mấy người dụ tôi không cần. Thế là ngay lúc đó tôi mới nói là cái anh kia, bây giờ thôi nói chuyện với cô đi, để tôi nói chuyện với ông. Thì ông bị tai biến và ông phải dùng cái xe bốn chân để ông đi. Ông đi đến đất. Và tôi đến tôi nói chuyện với ông. Tôi nói rằng là chú tin rằng có ông trời không? Ông nói có chứ. Và theo chú thì ai là lớn nhất à? Ông trời sống ở đây nhưng mà chết rồi đi đâu à? Cậu trời. Rất là đơn giản, những câu hỏi rất là đơn giản. Sau đó thì tôi mới nói với ông như thế này. Giả sử như chú có cái đồng hồ, chú hư, thì chú đem cái đồng hồ đã hư đó đến ông nào thử, ông nào sửa à? Đến ông thợ đồng hồ. Tôi nói tôi nghĩ rằng không nên đem đến ông thợ đồng hồ, nên đến đem cái ông thợ mộc để ông sửa chứ. Và nó thợ mộc thì sao sửa được? Thợ mộc nó đập luôn bể đồng hồ đó. Tôi nói đúng như vậy. Khi mình là con của trời, ông trời tạo dựng thiên sinh vạn vật duyên tôi lên, ông trời dựng lên con người. Cho nên khi con người sống ở đây nhưng mà chết là trầu trời. Và nếu chú có bị trục trặc trong cơ thể thì chú có thể cầu nguyện với ông trời và ông trời chữa lành cho chú. Giờ tôi cầu nguyện cho chú được không? Chú đồng ý không? Ông nói cầu nguyện là sao? Thì bây giờ tôi cầu nguyện, chú đồng ý rồi tôi cầu nguyện, rồi chú cầu nguyện theo tôi. Thế là ông cầu nguyện theo tôi. Cầu nguyện xong, bắt đầu tôi đặt tay lên trên ông, tôi gờ cái chân của ông và cái tay của ông. Tôi truyền lệnh cho cái chân và cái tay này nó phải hoạt động trở lại, tất cả những cái mạch máu nó phải hoạt động trở lại, dây thần kinh nó hoạt động trở lại. Và khi tôi cầu nguyện cho cái chân của ông xong, tôi đỡ ông, tôi nói đứng xuống, hãy đứng xuống. Và ông đứng xuống. Thì ông cái tay trái ông bị, thì cái tay phải ông chụp cái chiếc xe, cái xe bánh răng đó, ông dẫn đi. Tôi nói không, không, bây giờ tôi đã cầu nguyện rồi, bây giờ chú sẽ bước đi bởi đức tin chứ không phải bước đi nhìn chiếc xe này nữa. Rồi ông buông ra, ông đứng xuống. Tôi nói nhìn theo tôi, bước đi. Tôi nắm tay ông, tôi dẫn ông đi, tôi dẫn đi và ông bước đi. Tôi đi lui thì ông đi tới. Sau tôi buông ra,
ông đi xuống nhà vệ sinh, xong ông đi trở lên. Bà nhìn thấy bà trả lời: cái gì, cái gì lạ vậy, lạ vậy, 10 năm ông chưa bao giờ làm được việc này. Sao 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 cậu làm được như vậy? Nó nói: dạ không các bạn, tôi cầu nguyện với Chúa mà hồi nãy tôi nói với cô, và Chúa chữa lành cho, bà nói cho tôi tin Chúa đó. Nếu tôi tự ái tôi ra khỏi nhà thì sao? Hai người đó không được cứu. Đó là lời khuyên khôn ngoan. Cho nên chúng ta đôi khi chúng ta cũng bị từ chối không chị em? Thậm chí có lần nhiều khi người ta muốn quét chúng ta ra khỏi nhà kìa, đập cái chỗ trà luôn rồi. Có ai bị chưa? Hãy nhớ rằng chúng ta là người truyền giáo cho họ, người dẫn đường cho họ để họ gặp gỡ Chúa. Amen anh chị em. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng những người vô danh tiểu tốt đó, nhưng mà người đó có một lời khuyên khôn ngoan. Và cuối cùng là sao? Na-a-man bị bắt phục. Lời này chí phải. Na-a-man đã đồng ý với cách của những thầy tớ này. Mày nói đúng á, mày nói hay á, công nhận hay. Đôi khi ông nghĩ lại, thôi đi qua tới đây rồi, đổ đường qua tới đây rồi, mồ hôi mồ kê đồng chảy nhễ nhãi thôi, cứ tắm thử coi là sao. Nhảy xuống tắm lần thứ nhất, đi lên, hết chưa? Lần thứ năm hết chưa? Chưa. Không thấy mờ mờ nữa. Thôi lỡ 5 lần rồi thì 7 lần luôn còn sao? Lần thứ 6 hết chưa? Đúng ra tôi nghĩ nó phải mờ mờ. Lần này là sao ạ? 6 lần không có gì xảy ra hết. Nhưng lần thứ 7 bước ra khỏi nước lập tức được chữa lành. Cách của Chúa là vậy đó. Vâng lời, hành động trong sự vâng lời đó, thì chúng ta sẽ thấy quyền năng ngay chị. Qua sự chữa lành này, Elise đã được hai cái xe mà đến nỗi là chở đầy hai con la, toàn là vàng bạc. Và Elise đã mua được cái nhà nguyện, xây dựng nhà nguyện có thang máy và có hồ bơi. Phải không, phải không? Elise có nhận tiền bạc không? Không. EDC không nhận tiền bạc. Yeah. Đức Chúa Trời có cách khác để giúp EDC. Và tôi tin đôi khi có những đời đầy tớ rất nhỏ mà làm những việc rất lớn. Anh chị em có tin là căn nhà này đã mua rồi không? Bao nhiêu người tin là căn nhà này đã mua rồi? Ủa đâu ra vậy? Nếu như chưa mua căn nhà này thì bây giờ chúng ta không có ngồi đây đâu, chúng ta đã bị lấy nhà này rồi. Những điều mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta trông mong nước ngoài đổ tiền về, chúng ta trông mong và có nhiều lời hứa nhưng không có một đồng nào. Nhưng tôi nói mà chị em, có một đầy tớ vô danh gọi điện cho tôi nói: mục sư ơi, tôi mua căn nhà này. Tôi giao cho mục sư đứng tên để hầu về Chúa. Nhưng mà cũng phải trả tiền hàng tháng để tôi đóng lời với. Chị nhỏ đúng không? Hallelujah. Một người đầy tớ nhỏ, không có, không muốn ai biết tên người đó hết. Giống như đứa đầy tớ gái này, không ai biết tên hết. Chừng nào chúng ta muốn biết tên không? Chừng nào lại cho anh biết. Mà chúng tôi đang làm thủ tục sang tên. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi không tin nổi mà người đó không phải là Made in USA, mà người đó là Việt Nam Mỹ. Anh em đừng hỏi tôi, đừng hỏi ai, kể cả vợ tôi cũng không biết người đó là. Dạ. Chắc ai đó nghe nói rằng chắc tôi mới trúng số.
khi mà cái điều mà chúng ta trông ngóng nó không có đó, nhiều khi chúng ta thất vọng lắm. Và có sự sợ hãi đến trên tôi là không biết rồi hết tháng 5 hội thánh sẽ nhóm ở đâu. Nhưng mà chỉ còn thời gian rất là ngắn, bao nhiêu cái điều mà hy vọng không còn nữa. Và tôi nói một điều rằng không sao cả, nếu trả nhà lại chúng tôi có thể mướn căn nhà để ở, kiếm một cái phòng nhỏ nhỏ nhóm online giống như thời Covid cũng được nữa, hoặc là tôi ra ngoài để đi ngoài công viên nhóm cũng được nữa. Nhưng mà trong lúc đó Đức Chúa Trời không muốn chúng ta nhóm công viên, chúng ta không muốn, Chúa không muốn chúng ta nhóm online, và Chúa muốn dùng cái trụ sở này để có thể hội thánh đăng ký có tư cách pháp nhân, để hội thánh có thể nhiều nơi được tự do để nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời trong những ngày tới. Đó là công việc của Chúa, không phải là công việc của Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời và tạ ơn Đức Chúa Trời và cảm ơn cái người tôi tớ nhỏ của Chúa. Và nếu người tôi tớ nhỏ của Chúa đang nhìn qua livestream này, hãy biết rằng đang làm một cái công việc rất là kỳ diệu cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Người đó không cần tiếng tăm, không cần ai lấy tiếng của mình, không cần ai biết tiếng của mình. Sự dâng hiến trong cái sự âm thầm đó, không phải dâng căn nhà cho tôi đâu, nhưng mà trao cho tôi cái quyền để tôi quản lý căn nhà này, để tôi làm công việc của Chúa. Và biết đâu một thời gian ngắn Chúa cho tôi có tiền, tôi trả hết rồi tôi lấy lại đứng luôn căn nhà này thì sao? Và tôi tin rằng có thể lắm. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy nói với người bên cạnh, chỉ cần là một đầy tớ nhỏ của Chúa là đủ. Nói thêm một cái nữa, hãy là đầy tớ vâng lời. Chúa ban phước cho họ thánh. Đúng ra tôi phải nói cái lời cảm ơn những anh chị em, ai là những người đã cầu nguyện cho cái ngôi nhà này ạ? Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em lại. Dạ, xin Chúa ban cho anh em cầu nguyện một, Chúa ban cho anh em 100 lần những điều anh em cầu nguyện. Amen. Nếu anh em lo nhà Chúa cũng sẽ lo nhà cho anh chị em. Amen. Xin Chúa ban phước lại cho anh chị em. Dẫu vậy, chúng ta họ thánh sẽ còn làm nhiều cái điều trong những ngày tới cần để chúng ta còn sửa chữa bắt đầu. Khi đã thuộc về họ thánh thì lúc bây giờ chúng ta cần phải có tiền để sửa chữa. Và tôi cũng ước mong một điều là làm thang máy luôn. Đó là cái điều mà tôi ước ao tư trước khi Khánh Hưng nó nói. À, hồ bơi thì chưa nghĩ tới. Hồ bơi chưa nghĩ tới. Nhưng mà là sẽ làm thang máy. Và xin Chúa cho để phải có tiền để làm thang máy. Ít nhất chúng ta phải có từ 1 tỷ nữa để chúng ta có thể làm thang máy và làm lại những cái luôn làm những cái chỗ để mà cho có những cái phòng để có thể những em nghỉ ngơi lại và trang bị máy lạnh rồi tất cả các thứ. Chúng ta còn nhiều điều chúng ta cần phải làm. Xin Chúa ban ơn để rồi những ngày tới công việc Chúa sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta không có còn phải lo lắng không biết là ngày mai chúng ta sẽ ra thế nào. Cảm tạ Chúa, cảm ơn bà chị em. Xin giao lại cho mục sư Điều Ví. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.